Hello mọi người nhé. Hello mọi người đã quay lại với channel của Vàng Vlog nhé mọi người. Và hiện tại bây giờ cũng đã được hơn 5 giờ chiều rồi nha mọi người ơi. Và hôm nay Vàng sẽ làm một cái clip đi cắm cá cho mọi người xem nhé. Và mọi người cùng Vàng đi cắm cá nhé mọi người ơi. Và đây nhé mọi người ơi, đây là 8 cái cần câu mà từ nãy giờ Vàng đã chuẩn bị, Vàng đã móc màu sẵn lên nha mọi người ơi. Đó, bây giờ Vàng sẽ ra phía trước hồ chỗ kia đó, cái chỗ đám rau muống của mọi người. Vàng sẽ cắm ở chỗ đó vài cần và sẽ quay lại cắm dọc ven xung quanh bờ hồ đó nha mọi người ơi. Có thử ở đây có cá không nha mọi người. Bây giờ mình tiến ra, từ đây mình cắm vài cần từ đây nha mọi người. Đó, mình sẽ cắm cần từ đây nhé. Đây là cần câu cắm nha mọi người. Đó, và mồi đây là mình xài bằng mồi bằng dung đất nhé. Cắm chỗ đây 2 cân nha mọi người ơi. Thật sự là không biết là ở đây có cá nào không mọi người. Vàng cứ cắm thử đi. Mấy năm trước là ở cái hồ này Vàng cắm được rất là nhiều cá nha mọi người. Cá to bằng cổ tay không nha mọi người ơi. Nói chung là mình đã cắm ở đây được mấy cân rồi nha mọi người ơi. Và ba Vàng cũng mới chạy xuống á. Bây giờ hai cha con qua cái hồ bên phía bên kia mọi người. Mình sẽ cắm thêm vài cân nữa nha mọi người ơi. Và giờ hai cha con mình đang tiến lên cái hồ phía bên thứ ba nha mọi người ơi. Nãy ba mình đầu tiên là mình cắm cái hồ kia, xong rồi ba mình mới cắm một cái hồ ngay chỗ có mấy cái lùm leo nãy á, xong rồi giờ bắt đầu mình tiến lên cái hồ chỗ đây nha mọi người. Hồ đây là hồ của nhà anh trai mình nha mọi người ơi. Và hình như anh ấy đang đặt máy tưới đúng không bà? Vừa rồi mọi người bảo số 9 á, anh trai sát rẫy mình ở đây nè. Anh đi bỏ phân á, không ai ngờ trời hôm sau mưa luôn á, nên hôm nay phải nổ máy tưới nha mọi người. Đó, và đây là cái hồ của bên rẫy, anh trai sát rẫy mình quen biết với mình nha mọi người ơi. Bây giờ hai cha con mình sẽ quyết định cắm ở đây vài cần nha mọi người. Và giờ ba mình sẽ cắm cho đây một cân nha mọi người. Hồ đây có cá không ba hả? Hồ đây có cá rô phi ạ. Cá rô phi hả? Cá rô phi nó ăn mùi dung không ta? Ăn chứ, rô phi nó ăn mùi dung à. Ba mình đã qua đầu bên kia rồi nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tiến lại phía ba mình để cắm thêm vài cần nữa nha mọi người. Nói chung là cần câu của mình được rất nhiều lắm á, nhưng mà để lâu quá nó cũng bị hao mòn bớt á mọi người ơi, nên số lượng cũng giảm sút nhé, nên không được nhiều cần á, nên được bao nhiêu thì bây giờ mình cắm bấy nhiêu á mọi người.
móc ra rồi. Còn ba cần cuối cùng này trời. Còn có ba cần nữa hả? Ba cần này, ba cần cuối cùng. Trời bắt đầu giờ sập tối nha mọi người ơi. Chắc bây giờ cũng là 6 giờ hơn rồi mọi người ơi. Thực sự mình rất là thích đi cắm cá như thế này nha mọi người. Được trước á, Vàng cái mùa mưa á, Vàng hay đi cắm cá ra lắm nha mọi người. Vàng cứ một đêm là Vàng cắt một đêm là Vàng đi một lần. Thấy đường không cha? Thấy đường không? Tưới mấy này mà. Tưới mấy này phải rút. Sao quá sao xuống cắm. Sau được thì còn cần cắm được khác đi ta. Xuống nó lọc nước á. Sao quá hả? Cần này cần cuối cùng rồi nha mọi người ơi. Cần cuối cùng. Chung mấy trước là mình làm tới 50-60 cân nha mọi người. Mà dạo này để lâu quá rồi, 2-3 năm rồi á. Nên nó cũng bị gãy đi rất là nhiều và nó bị đứt dây nè, nó bị mắc lưỡi á. Thành ra nó bị hao mòn số lượng rất là nhiều. Bây mình đã cắm cần xong rồi mọi người. Mình về và tí nữa khoảng 7-8 giờ gì hôm qua mà thăm nha mọi người. Sáng tăng nha mọi người ơi. Mình là sáng tăng thì thường thường mình nghe mấy ông bà xưa nói á, đi câu cá mà câu đêm mà sáng tăng là sẽ không có thành quả nha mọi người. Thôi mọi người nhé, giờ mình đã đi thăm cá nha mọi người ơi. Bây giờ cũng đã 8 giờ hơn rồi nha mọi người. Cũng đi thăm cá nha mọi người ơi. Nói chung là cũng đã đi gỡ hết cần nha mọi người. Nói chung đêm thì tình hình không khả quan rồi mọi người ơi. Không dính được con nào hết. Sự rất buồn thực chất. Công sức mình chuẩn bị cả ngày hôm nay mình đi đào mồi, mình chuẩn bị tất cả, cũng như giờ đi thăm lại mười mấy cân đúng không ba? 78 cân nha mọi người, mà rốt cuộc không dính được con nào nhé. Nói chung là có lẽ Vàng xin dừng clip tại đây nha mọi người ơi. Nói chung là bây giờ cắm cá không thành công rồi. Nói chung là chúc mọi người tối vui vẻ nhé. Vàng xin dừng clip ở đây nha mọi người. Nếu mọi người cảm thấy yêu mến Vàng Vlog
nhớ đăng ký kênh ủng hộ Vàng Vlog nhé. Và đừng quên bấm nút chuông phía bên tay phải để theo dõi những clip nhất của Vàng Vlog nhé mọi người. Và Vàng sẽ cố gắng làm ra những clip thật hay, thật chất lượng cho mọi người xem nhé. Và bây giờ Vàng xin tạm biệt mọi người nhé, bye.